là hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 năm 2020. Chợ phiên Hà Lâu thu hút hàng trăm người dân và du khách đến tham quan mua sắm. Trong không gian phiên chợ vùng cao, du khách không chỉ được thưởng thức những sản vật địa phương mà còn được hòa mình vào nếp sinh hoạt bản địa độc đáo. Không gian chợ phiên cũng gắn kết với các sự kiện quan trọng trong năm của đồng bào dân tộc người Dao Thanh Y như lễ cấp sắc, đám cưới người Dao, lễ cúng bàn vương và các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian thú vị. Hôm nay gian hàng phụ nữ của em có mang bánh ra bán này với yếm của đồ dân tộc, cả vòng cổ với những cái hạt để mình sâu vào áo này nữa, cả cái len mũ, rất là vui ạ. Được thấy rất nhiều mọi người ra đây xem và ủng hộ gian hàng của mình. Mình lên đây thì đúng là cảnh sinh hoạt của dân của vùng xa, người ta rất là hài hòa, rất là thân thiện mà rất là kiểu mộc mạc. Xác định Hà Lâu đây cũng là một cái điểm đến du khách nằm trong cái tour kết nối du lịch văn hóa thể thao của vùng Đông Bắc. Chúng tôi xây dựng phấn đấu giúp cho bà con là trước năm 2025 thì chợ phiên Hà Lâu, văn hóa Hà Lâu sẽ trở thành một cái điểm du lịch được tỉnh công nhận là cái điểm để các du khách các nơi đến du lịch trải nghiệm, chia sẻ với bà con nhân dân. Cùng với chợ phiên Hà Lâu, Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc còn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như Ngày hội Văn hóa các dân tộc Quảng Ninh, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số, Lễ hội Đường phố, Lễ hội Mùa vàng miền Sóng Cọ, Hội thi Vua gà. Đây là cơ hội để quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Đông Bắc, tiếp tục khẳng định tiềm năng du lịch của các địa phương trong tỉnh, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến, đầu tư, hợp tác để phát triển du lịch. Bước vào khuôn viên của trung tâm này là mình đã thấy rất là rạo rực, rất là phấn khởi vì cách bài trí này, rồi cách trang trí, rồi hội chợ diễn ra rất là sôi động và rất là tuyệt. Thì về cái gà đẹp ấy, là lần đầu tiên là mình được trực tiếp là được theo dõi cũng như là được tham gia về xem mọi người dân ở đây chúng ta xem là dự thi gà. Hoạt động này thật sự là có ý nghĩa rất là thiết thực. Mình bảo lưu cũng như là bảo tồn về những cái giá trị văn hóa của người đồng bào dân tộc tại chỗ cũng như là về những cái khu vực lân cận. Thành công lớn nhất của trong cái tuần văn hóa này chính là tạo được cái chuyển biến về mặt nhận thức trong chính người dân và hệ thống trị để có trách nhiệm nhiều hơn, cao hơn trong cái việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc của các dân tộc. Cái thứ hai nữa là chính là tạo cho cái sự kết nối giữa cái văn hóa với cái phát triển kinh tế. Văn hóa bản sắc dân tộc đã chính thức được trở thành một cái sản phẩm du lịch và tạo cho cái sự phát triển kinh tế từ chính trong người vào của mình. Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh năm nay tiếp tục khẳng định sự an toàn, hấp dẫn và mới lạ của điểm đến Tiên Yên nói riêng, Quảng Ninh nói chung đối với du khách, qua đó góp phần quan trọng vào chương trình kích cầu, phục hồi du lịch của tỉnh.